Kính thưa đồng bào, đây là hai hình ảnh vô cùng đặc biệt. Chúng ta thấy là có hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra rất rõ ràng. Đương nhiên, hình ảnh này chúng tôi làm hình màu đậm hơn để cho đồng bào bá tánh có thể nhận xét những chi tiết rõ ràng hơn. Và một chút xíu nữa đây tôi sẽ cho đồng bào coi hình màu gốc như thế nào. Rồi đúng 1 năm sau thì hình ảnh này hiện ra. Đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa. Sách Khải Huyền có nói về phần này rất rõ ràng. Đây là sư tử cha bảo vệ sư tử con. Những người Thiên Chúa giáo thì chắc chắn biết về phần này. John 5:1 Revelation. Và thêm một hình ảnh đặc biệt nữa là ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra với vóc dáng là ông rồng bà phụng. Đồng bào thấy rõ chưa? Đây là ông rồng ở phía trên, bà phụng hoàng ở phía dưới. Chứng tỏ là ông bà tổ tiên chúng ta rất là thương yêu chúng ta cũng như là quan tâm cho chúng ta. Và hình ảnh này hiện ra trên nền trời tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster. Và hai hình ảnh đặc biệt này cũng đã hiện ra trên nền trời thuộc thành phố Westminster. Và thưa đồng bào thân mến, sau đây thì chúng tôi cho đồng bào coi hình khuôn mặt Chúa Giêsu hình màu gốc như thế nào. Đây là hình màu gốc rất rõ ràng. Đồng bào để ý thấy là khuôn mặt Chúa Giêsu rất rõ ràng. Hiện tượng này phải nói là vô cùng đặc biệt, bởi vì tại sao là Chúa Giêsu lại hiện ra cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta biết trước? Và thưa đồng bào quý mến, và đương nhiên hình ảnh những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra rất rõ ràng ở đây, cũng là một hình ảnh mà phải nói là vô cùng đặc biệt và Thiên Chúa đã cho hiện ra. Bởi vì chúng tôi cầu nguyện trong danh và ơn nghĩa của Thiên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Và những hình ảnh này đã hiện ra. Và thưa đồng bào quý mến, cũng như Thiên Chúa đã cho hình ảnh quỷ Satan hiện ra trên nền trời để cho đồng bào nhân loại dễ so sánh giữa quỷ hình ảnh khuôn mặt như thế nào và linh hồn của những anh hùng chiến sĩ khuôn mặt như thế nào và cũng như khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu như thế nào. Qua ánh mắt nhìn thì chúng ta thấy là có những nét khác biệt nhau. Có những nét thí dụ như là mặt quỷ thì rất là dữ, mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ thì rất là nghiêm trang, đau buồn và hy sinh cũng như là rất là oai hùng. Và khuôn mặt Chúa Giêsu thì thật là đăm chiêu và lo lắng cho tất cả chúng ta cũng như là đầy quyền năng. Ngài biết quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Và hình ảnh sư tử nhà Chúa thì rất là rõ ràng. Ngài bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc. Và đây là hình màu gốc. Chúng tôi cho đồng bào coi hình sư tử nhà Chúa hiện ra như thế nào. Đây là hình màu gốc rất rõ ràng. Mà đồng bào thấy không? Màu gốc đó, màu gốc đây. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào nhận xét rõ ràng hơn. Cũng như là chúng ta đã chụp được thêm một hình ảnh đặc biệt nữa, đó là hình ảnh những linh hồn bị thiêu đốt. Đây là những người linh hồn của những người đây là linh hồn bị thiêu đốt. Những linh hồn bị thiêu đốt đã hiện ra trên mây để nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta cần phải sám hối và làm việc thiện lành. Kính thưa đồng bào thân mến, và thêm một hình ảnh nữa là hình ảnh The Lion of Judah, John 5:5
Revelation, tôi chuyển màu lửa. Và đây là hình màu gốc. Hình ảnh này hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2010. Và đây chúng tôi làm hình màu đậm hơn, rất rõ ràng, kính thưa đồng bào thương mến. Đây là hình màu lửa, rất là tuyệt vời. Và thưa đồng bào, đây là văn phòng triển lãm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Và đây là phòng tiếp tân. Kính thưa đồng bào thương mến, chúng ta cần đồng hành với nhau để nhắc nhở cho nhân loại hãy mau mau sám hối gấp, nhất là những người đang mắc bệnh cộng sản, hãy mau mau sám hối gấp, bởi vì thời giờ của quý vị sắp hết rồi. Và nếu mà quý vị chậm trễ thì quý vị sẽ bị người dân ở trong nước nổi dậy và sẽ tiêu diệt quý vị, cũng như ở tại Trung Cộng cũng như thế. Và đây là một hình ảnh đặc biệt nữa là sư tử nhà Chúa. Chúng tôi đã chuyển qua màu gold rosy, rất là tuyệt vời. Tất cả những hình ảnh này có phép lạ đi chung. Vì thế chúng ta, những ai thỉnh những hình ảnh này để trong nhà thờ hoặc là nơi làm việc của chúng ta, chúng ta sẽ được tràn đầy hồng ân của Thượng Đế ban cho. Một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Tuyệt vời, sự thứ cha bảo vệ sự thứ con. Khuôn mặt Chúa Giêsu, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, rất rõ ràng.